Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm đầu tháng 1 năm 2024, thời điểm để anh chị mua xe trước Tết. Và thời điểm này thì em đang có những ưu đãi gì cho dòng xe Toyota Vios hiện tại. Thì bên em đang hỗ trợ cho dòng xe Toyota Vios thời điểm tháng 1 này thì tất cả các xe đều là xe đời 2024 rồi anh chị ạ, chứ không phải đời 2023 xe tồn nữa đâu. Mà em bây giờ là 100% là xe mới VIN 2024. Và Toyota Vios thì năm 2024 thì vẫn được trang bị ở trên thị trường với 3 phiên bản, là phiên bản 1.5 EMT, phiên bản số sàn duy nhất. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5 ECVT, là phiên bản số tự động tiêu chuẩn. Và phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây, là phiên bản 1.5G, có giá niêm yết là 592 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm cho phiên bản G này là 35 triệu tiền mặt. Và tính cho anh chị tổng chi phí chiếc xe này ra biển nó sẽ rơi khoảng 620. Và anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 180 triệu là đăng ký xong xuôi rồi. Và phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5 ECVT thì có giá niêm yết là 528 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm là 27 triệu cho chiếc xe Toyota Vios phiên bản ECVT. Thì với cái ưu đãi bên trên thì đăng ký xong xuôi chi phí nó sẽ rơi vào khoảng 559 triệu. Còn phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp, phiên bản số sàn duy nhất thì là sẽ có giá niêm yết là 479 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm là 25 triệu tiền mặt. Đăng ký xong xuôi nó sẽ rơi vào khoảng 507 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng 150 triệu là xong xuôi rồi. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios đời 2024. Và có cái giá ở thời điểm hiện tại là như vậy. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết sâu hơn về chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G này. Thì phiên bản 1.5G thì được trang bị là cái duy nhất ở phiên bản 1.5G thì trang bị là cái la răng phiên bản 3D. Thì đồng thời theo nó thì sẽ có cái bộ tính năng Toyota Safety Sense ở trên chiếc xe này. Cụm đèn thì được trang bị là cụm đèn full LED ở trên cả 3 phiên bản, được trang bị projector và có 2 cảm biến trước. Và ở phiên bản G thì sẽ được trang bị ở cái miếng trang trí này là miếng chrome. Còn ở phiên bản 2 phiên bản E thì chỉ được trang bị là phiên bản sơn màu bóng, sơn mờ thôi. Và tiếp theo, ở phần thân xe thì chiếc xe Toyota Vios ở 3 phiên bản đều được trang bị là la răng 15 inch và có trang trí theo cái họa tiết là la răng dạng phay xước. Ở phần thân xe thì có duy nhất ở phiên bản G này thì được trang bị là cái tay nắm cửa mạ chrome thôi, còn các phiên bản khác thì sẽ không có. Và phiên bản này thì sẽ có là các nút mở cửa thông minh đi theo cái bộ để nổ thông minh ạ. Còn ở phần đuôi xe thì ở phiên bản này sẽ được trang bị là 4 cảm biến sau, còn các phiên bản khác thì chỉ được trang bị 2 cảm biến sau thôi. Còn lại đèn và các cái trang bị khác thì nó cũng tương tự như nhau. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Vios này nó rất là tối ưu, nó chỉ có rơi vào khoảng 5,87 lít trong 100 cây đường hỗn hợp. Và em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu anh chị về sâu hơn về cái nội thất của chiếc xe Toyota Vios 2024 này. Thì như anh chị thấy đây là cái nội thất của xe được trang bị là màu đen. Màn hình rất là lớn. Và phiên bản này như em vừa giới thiệu thì được trang bị thêm cụm tính năng Toyota Safety Sense, có giữ làn đường này, có cảnh báo tiền va chạm và có nhiều tính năng khác mới trang bị ở Vios đời này, là lấy chuyển số sau vô lăng và màn hình rất là lớn. Ngoài ra thì cái nội thất của xe đã được trang bị một cái giao diện hoàn toàn mới là nội thất màu đen, có các cái đường chỉ khâu màu vàng nâu, nên là mình có ghế là mình cảm giác rất là thể thao. Và cái chất lượng ghế của phiên bản 1.5G này nó sẽ cao cấp hơn hẳn so với hai phiên bản E kia, từ chất lượng ghế da này, từ các cái chi tiết như là ốp da ở tapi cửa, rồi mạ ở cái tay nắm phía bên trong cửa này và ở phía phần trong xe. Và cái ghế của hàng ghế 2 này mình có thể gập xuống để mình thông với cốp ở phía sau để mình chở đồ nó được rộng rãi hơn anh chị ạ. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe
Toyota Vios 1.5G, anh chị nào quan tâm về xe Toyota Vios nói riêng hoặc các dòng xe của Toyota nói chung thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.